Những mẫu xe giảm giá nhiều nhất trong tháng cô hồn, đáng cân nhắc tại Việt Nam. Tại Việt Nam hay nhiều nước trong khu vực, người dân vẫn thường có quan niệm kiêng mua sắm những sản phẩm có giá trị lớn trong tháng cô hồn. Tuy nhiên, đây lại chính là khoảng thời gian vàng với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn mà thậm chí người tiêu dùng còn có thể tiết kiệm tới hàng trăm triệu đồng nếu đủ thông thái quyết định mua xe. Theo khảo sát trên thị trường thời gian gần đây, các hãng xe ô tô trong nước đã và đang bắt đầu cuộc đua giảm giá xe nhằm thu hút sự quan tâm mua sắm của người tiêu dùng. Các chương trình khuyến mãi theo đó cũng rất đa dạng với giá trị từ hàng chục tới hàng trăm triệu đồng. Đơn cử, có những nhà sản xuất sẵn sàng tung ưu đãi tới hơn 200 triệu đồng cho khách mua xe. Ngoài ra còn là những chương trình tặng kèm phụ kiện, bảo hiểm đi kèm vô cùng hấp dẫn. Một trong những mẫu xe dẫn đầu trong cuộc đua giảm giá trong tháng cô hồn lần này là cái tên Ford Everest với mức giảm cao nhất 200 triệu đồng. Cụ thể, chương trình giảm giá của Ford Everest được phía đại lý và phía nhà sản xuất kết hợp tung ra dưới hình thức tặng 50-100% phí trước bạ. Một số đại lý lại sẵn sàng chơi lớn hơn khi trừ trực tiếp 200 triệu đồng vào giá xe. Tuy nhiên, ưu đãi này sẽ chỉ áp dụng cho các mẫu Everest phiên bản Titanium 2.0 AT4WD đời 2019, đưa giá bán thực tế của xe sau khi trừ khuyến mãi chỉ còn 1 tỷ 199 triệu đồng. Đối với phiên bản Ambiente 2.0 lít MT4x2, Ambiente 2.0 lít AT4x2, Gen 2.0 lít AT4x2 và Titanium 2.0 lít AT4x2 có mức điều chỉnh giảm từ 20 đến 75 triệu đồng, tùy theo phiên bản mà khách hàng lựa chọn. Nằm trong nhóm xe giảm giá mạnh nhất trong tháng 7 âm lịch, chắc chắn không thể thiếu cái tên CX-8 của Mazda. Cụ thể, trong tháng cô hồn này, Mazda Việt Nam tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi về giá cho dòng xe CX-8 với mức giảm dao động từ 150 đến 200 triệu đồng, áp dụng theo hình thức trừ thẳng tiền mặt. Trong đó, phiên bản 2.5 lít Premium AVD, 2.5 lít Luxury và 2.5 lít Deluxe đều có mức điều chỉnh giảm 150 triệu đồng, riêng phiên bản 2.5 lít Premium 2VD giảm tới 200 triệu đồng. Từ đó, giá bán thực tế của Mazda CX-8 cho 4 phiên bản chỉ còn tương ứng 1 tỷ 249 triệu đồng cho bản 2.5 lít Premium AVD, 1 tỷ 149 triệu đồng cho bản 2.5 lít Premium 2VD, 1 tỷ 049 triệu đồng cho bản 2.5 lít Luxury và 999 triệu đồng cho bản 2.5 lít Deluxe. Ngoài ra, khách hàng mua xe Mazda CX-8 còn nhận được thêm gói quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất tùy phiên bản, trị giá 15 triệu đồng và một số phụ kiện chính hãng đi kèm. Nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng trong khoảng thời gian này, các đại lý Nissan trên toàn quốc đang áp dụng biểu giá mới với mức điều chỉnh giảm mạnh cho mẫu Terra. Cụ thể, Nissan Terra phiên bản 2.5 lít V4 WD7 AT cao cấp nhất được điều chỉnh giảm 128 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của xe sau khi trừ ưu đãi chỉ là 870 triệu đồng thay vì 998 triệu đồng như trước đây. Đối với hai phiên bản còn lại gồm Terra 2.5 lít 2WD7 AT và Terra 2.5 lít 2WD6 MT cũng được điều chỉnh giảm giá từ 50 đến 70 triệu đồng. Từ đó, giá bán thực tế của xe sau khi trừ khuyến mãi chỉ còn tương ứng 825 triệu đồng và 795 triệu đồng. Bên cạnh những mẫu xe giảm giá kịch sàn tới hàng trăm triệu kể trên, nhiều mẫu xe khác cũng ghi nhận mức điều chỉnh giá đáng kể như Hyundai với chính sách giảm từ 10 đến 30 triệu đồng hay Kia từ 30 đến 60 triệu đồng. Cụ thể hơn, khách hàng mua các mẫu xe của Kia như Cerato hay Soul Auto trong thời gian này đều sẽ nhận ngay ưu đãi 30 triệu đồng tiền mặt. Đối với khách mua mẫu MPV Sedona, chương trình ưu đãi còn lớn hơn và chạm mốc 60 triệu đồng, không chịu chơi như người đồng hương Hàn Quốc, Hyundai chỉ áp dụng chương trình giảm giá từ 10 đến 30 triệu đồng cho khách mua xe. Tiêu biểu là mẫu Kona được giảm giá trực tiếp 20 triệu đồng, áp dụng cho bản 1.6 Turbo. Đối với hai bản 2.0 AT và 2.0 AT đặc biệt, được điều chỉnh từ 13 đến 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đại lý cũng sẵn sàng tặng thêm các gói phụ kiện hoặc dịch vụ bảo dưỡng cho khách hàng mua xe với tổng giá trị ưu đãi tới 30 triệu đồng. Ngoài các chương trình giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt và tặng phụ kiện với dịch vụ kể trên, khách hàng mua các mẫu xe lắp ráp trong nước đợt này sẽ còn tiết kiệm thêm một khoản tiền lớn nhờ việc được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ của chính phủ. Kèm theo đó, khi giá bán thực tế của xe giảm cũng đồng nghĩa với việc mức đóng lệ phí trước bạ cũng giảm theo tương ứng.